Cuộc đua số, cuộc thi lập trình công nghệ thường niên do tập đoàn FPT tổ chức dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc với mục đích tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo các công nghệ mới trên thế giới. Xe tự hành là chủ đề của cuộc thi cuộc đua số năm 2018. Tham dự cuộc thi này, các bạn sinh viên được nghiên cứu, sáng tạo, trải nghiệm công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực xử lý ảnh, lập trình nhúng, trí tuệ nhân tạo. Sau vòng sơ khảo đánh giá kiến thức, năng lực lập trình, xử lý hình ảnh tại từng trường, các đội thi xuất sắc nhất sẽ được cấp xe mô hình để thiết lập hệ thống điều khiển tự động và chạy đua trên xa hình mô phỏng với mức độ phức tạp tăng dần. Điểm đặc biệt của cuộc thi là các kết quả và sản phẩm của năm thi bao gồm thuật toán, mã nguồn chương trình được mở cho cộng đồng cùng sử dụng nhằm mục đích phát triển. Trải qua thành công của mùa giải thứ nhất, với hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 26 trường đại học trên cả nước. Năm nay, cuộc đua số mùa thứ hai mở rộng quy mô tổ chức, đưa cuộc thi tới cả ba miền Bắc, Trung, Nam tại ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tại vòng loại, điểm thi chung các trường miền Trung diễn ra tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Là một trường đại học hàng đầu tại miền Trung trong khối kỹ thuật với nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao, năm nay, Đại học Bách khoa Đà Nẵng chính là trường đại học thứ 7 đồng hành tổ chức cuộc đua số 2018 cùng với tập đoàn FPT. Hiện nay, cái trào lưu cách mạng công nghiệp 4.0 cho nên là nó thay đổi tư duy trong kỹ thuật công nghệ, và chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho người học, mang đến cộng đồng những cái lợi ích thiết thực nhất trong cái trào lưu này. Chúng tôi thấy rằng là mình là cần chủ động tham gia vào các cái cuộc thi, tổ chức cái cuộc thi này cho sinh viên của nhà trường nói riêng cũng như là cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật nói chung. Vòng loại cuộc đua số tại miền Trung thu hút sinh viên của ba trường đại học tham gia với 9 đội đăng ký dự thi, trong đó có 6 đội đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2 đội đến từ Đại học Duy Tân và 1 đội của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng. Tại vòng loại, các đội đăng ký dự thi sẽ phải trải qua 3 nội dung thi để giành 2 tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. 2 đội giành giải nhất nhì của vòng loại sẽ nhận được giải thưởng bao gồm học bổng trị giá 2.000 đô la Mỹ cho mỗi thành viên và một ô tô mô hình để thực hành trong vòng thi bán kết. Nội dung thi đầu tiên của vòng loại cấp trường: kiểm tra năng lực xử lý ảnh, ai chính xác hơn. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho các đội thi một đoạn video quay lại một cung đường ngoài trời với các điều kiện môi trường, ánh sáng khác nhau. Trong video xuất hiện nhiều loại biển báo giao thông. Các đội thi được yêu cầu khoanh vùng và xác định chỉ một loại biển cụ thể tại một số khung hình nhất định. Hết thời gian thi, các đội phải gửi lại cho ban tổ chức một tệp kết quả bao gồm một file văn bản trong đó có thông tin về loại biển, vị trí xuất hiện biển theo định dạng quy định của đề thi. Một video định dạng AVI với kích thước 640x480, trong đó có khoanh vùng biển báo và hiển thị thông tin về loại biển báo giao thông. Với các bạn sinh viên mà tham gia cuộc đua số thì cái vòng loại đầu tiên này thì tập trung các kiến thức vào xử lý ảnh và nhận dạng. Thì về chuyên ngành người ta gọi là cái lĩnh vực thị giác máy tính. Như vậy các em là cần hai cái lĩnh vực kiến thức cơ bản, là một là xử lý các thao tác cơ bản về xử lý ảnh. Thứ hai là các bạn là tìm hiểu kiến thức về học máy. Và một yếu tố nữa các bạn nắm rõ một cái quy trình là từ khi xử lý ảnh để đi đến được cái lấy cái thông tin của ảnh và đưa vào huấn luyện và nhận dạng. Thì đấy là mạng kiến thức mà các bạn cần phải có để đạt được kết quả tốt trong vòng này. Sau 30 phút làm bài theo đề thi ban tổ chức đưa ra, từ 9 đội đăng ký, chỉ có 5 đội hoàn thành bài và tiếp tục tham gia phần thuyết trình và phản biện ở vòng 1. Bất ngờ là cả 5 đội đều đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Phần thi xử lý ảnh chiếm 60% điểm chung cuộc, vì kiến thức xử lý ảnh là kiến thức nền tảng quan trọng trong lập trình xe tự hành. Các thí sinh của Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị kiến thức và định hướng các kỹ năng hiệu quả để giành kết quả tốt nhất trong vòng thi này. Nhóm xác định là thuật toán thì nhóm không có máy móc, nhóm không đủ để mà làm thuật toán tăng tiến nhất vì cần máy rất là mạnh. Thì chỉ thay đổi ở phần dữ liệu để học, để mà huấn luyện cho máy thì nhóm tập trung vào phần đó. Thì cũng may mắn là được kết quả tốt nhất. Kết thúc vòng 1, 4 đội có kết quả cao nhất được tiếp tục đi tiếp vào vòng 2. Đó là DUT Stark, ABX, PTNT Team và đội NII. Bước vào nội dung thi, ai nhanh hơn?
Nội dung của phần thi này bao gồm 3 bài tập nhỏ có độ khó tăng dần và với thời gian thi là 5, 10, 15 phút cho mỗi bài tập. Với cùng một đề bài, mỗi đội sẽ phải đọc hiểu đề bài do ban giám khảo đưa ra, bao gồm phân tích và sử dụng thuật toán để giải quyết yêu cầu của đề bài. Thách thức đặt ra là các đội phải đưa ra chương trình xử lý trong thời gian nhanh nhất. Đội nào làm xong trước có thể bấm chuông và phất cờ để giành ưu thế thời gian. Với hệ số điểm chiếm 30% điểm chung cuộc, vòng 2 tại điểm thi chung Đà Nẵng gay cấn và không kém phần kịch tính. Bởi vòng thi này sẽ là cơ hội cho các đội xếp thứ 3 và thứ 4 ở vòng 1 bứt phá lên vị trí thứ 2 vòng loại. Và với điểm thi chung Đà Nẵng, đội NII đã may mắn nắm bắt được cơ hội này. Với kết quả là đội xếp thứ 4 tại vòng 1, đội NII khởi đầu vòng 2 với một nhầm lẫn đáng tiếc ở bài tập số 1. Em khá đáng tiếc vì cái phần đầu tiên của vòng 2, vì đội em đã làm được nhưng em chỉ nhầm vỡ giữa cái chiều dọc và chiều ngang, nên em bị báo lỗi. Tuy nhiên, sang đến bài 2 thì các thành viên đã bình tĩnh, vận dụng tốt các thuật toán và mã hàm do ban tổ chức cung cấp cũng như kết quả của câu 1 và đưa ra được đáp án đúng trong thời gian sớm nhất. Câu 3 được các đội đánh giá là dài và khó, không đội nào ghi được điểm. Do vậy, với điểm số tuyệt đối cho bài tập thứ 2, NII đã giành được số điểm cao nhất ở vòng 2 và có bước lội ngược dòng ngoạn mục vươn lên vị trí thứ 2. Tại nội dung thi thứ 3 mang tên Ai hiểu biết hơn, mỗi đội phải thể hiện hiểu biết về kiến thức công nghệ 4.0. Các câu hỏi trắc nghiệm đòi hỏi sinh viên phải có vốn kiến thức sâu rộng về xu hướng, công nghệ mới trên thế giới. Và kiến thức này đặt cho sinh viên yêu cầu tự học, nâng cao trình độ một cách cao nhất. Kết thúc cả 3 nội dung thi tại điểm thi chung Đà Nẵng, đội DUT Stark, Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã giành vị trí thứ nhất với tổng điểm 7.56 và đội NII cũng đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng giành vị trí nhì với tổng điểm 6.61. Vòng loại trường cũng rất là nhiều team, thì cứ nghĩ là không, cứ hy vọng là mình qua được thôi, mình qua được vòng loại trường thôi, không ngờ là nhất thì khá là bất ngờ. Hai đại diện của Đại học Bách khoa Đà Nẵng được nhận 2 xe mô hình để tham dự vòng thi bán kết cuộc đua số sẽ tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2018. Đội giành giải nhất còn được tặng thưởng một điện thoại thông minh từ tập đoàn FPT. Và quà tặng lớn nhất cho hai đội này là tất cả các thành viên sẽ được FPT Software tài trợ tham gia khóa học kỹ sư lập trình nhúng theo chuẩn châu Âu trong vòng 20 tuần, trị giá 2.000 đô la Mỹ. Các thành viên vượt qua kỳ thi cuối khóa sẽ được ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức tại FPT Software. Thông qua cái cuộc thi này thì cũng giúp cho chúng ta thấy được là những em nào có năng lực nổi trội đó, và chúng ta có thể hình thành những cái đội để có thể phát triển những cái dự án xa hơn nữa. Theo mình đánh giá thì các bạn sinh viên đã rất là cố gắng, nỗ lực, các bạn đã rất là đoàn kết và tập trung làm việc. Tuy nhiên thì cũng ở khoa cũng trường sẽ tiếp tục cổ vũ và động viên các em để tìm hiểu và nghiên cứu để đạt kết quả tốt hơn vào vòng sau. Trong thời gian giữa vòng loại cấp trường và vòng bán kết, chung kết, các đội thắng cuộc đại diện cấp trường sẽ cần tích lũy thêm kiến thức, cập nhật công nghệ mới để có thể ứng dụng một cách tốt nhất trên mô hình xe. Với sự tư vấn của các chuyên gia, các bạn thí sinh sẽ được trau dồi và phát triển thêm các kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai, từ năng lực công nghệ, quản trị dự án, làm việc nhóm, vượt qua áp lực. Các bạn sẽ được học cách xây dựng đội ngũ để cùng nhau theo đuổi đam mê, tạo dựng sự nghiệp riêng hoặc để đồng hành với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Chúc các bạn thành công và đến với vòng chung kết cuộc đua số 2018.